Nhờ thay đổi thiết kế của piano Playen, Camille đã thỏa mãn được nhu cầu âm nhạc trong trường phái lãng mạn của Chopin và các nhà soạn nhạc vĩ đại. Là người kế thừa sự nghiệp của cha mình, Camille đã thay đổi gần như toàn bộ thương hiệu Playen, đặc biệt kể từ năm 1825. Camille Playen đã tổ chức lại hệ thống sản xuất của các nhà máy, chiêu mộ nhân tài và phát triển mạnh mẽ các chương trình biểu diễn, quảng bá tác phẩm âm nhạc. Ông là người đầu tiên dám sử dụng khung kim loại cho các đàn piano của mình. Camille đã dần biến đổi cây đàn piano để nó có thể đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của các nhà soạn nhạc. Trong quá trình nghiên cứu các thiết kế, Camille đã tỉ mỉ chọn đặt các thanh nẹp bản cộng hưởng bằng sắt cho những cây grand piano, bởi khả năng chống chịu bền vững của chúng sẽ giúp âm thanh từ hộp đàn piano mang lại âm lượng lớn hơn để có thể lột tả được yếu tố thanh tao và chất lãng mạn trong giai điệu cần có. Ông cũng tạo nên bàn phím có độ cân bằng hoàn hảo. Điều này cũng chính là minh chứng lý giải về việc Frédéric Chopin nghiêm túc coi chiếc đàn piano Playen là người cộng sự lý tưởng cùng ông tạo nên những tác phẩm kinh điển trong những năm cuối đời của mình. Cũng từ đó, trong các đấu trường biểu diễn âm nhạc, tác phẩm của Chopin luôn đóng vai trò là đề bài để tuyển chọn ra các nghệ sĩ piano xuất sắc có thể tái hiện lại tinh thần và phong cách trong âm hưởng nghệ thuật của ông. Sở dĩ điều này không chỉ dừng lại ở việc các giai điệu trong tác phẩm của Chopin chứa đựng những thách thức cho nghệ sĩ biểu diễn, mà hơn thế, tiêu chí cảm âm, coi việc lựa chọn chất liệu âm thanh, phần nào phản ánh sự kết nối vô hình giữa nhạc cụ và đời sống cá nhân của ông. Đó là thanh âm của sự nhẹ nhàng, uyển chuyển đến da diết, cao trào, mang đậm lời tự sự cho một câu chuyện tình lãng mạn. Chính điều này như làm dấy lên niềm khát vọng nghệ thuật vô hạn cho giới mộ điệu âm nhạc. Từ những ý tưởng hoàn thiện cho các kết cấu của Playen, Camille đã giới thiệu đàn upright piano ở Pháp và hoàn thiện việc sản xuất nó bằng cách phát minh ra âm thanh extended. Bên cạnh đó, Camille đã liên tục đăng ký bằng sáng chế cho các phát minh của ông.